Bất động sản Phan Hảo và Vũng Tàu. Mến chào quý cô chú anh chị cùng các nhà đầu tư. Hôm nay em đang có mặt tại trung tâm thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nha quý anh chị. Thì hôm nay em có sản phẩm là một lô đất biệt thự nhà vườn. Khu dân cư đông đúc nha quý anh chị. Cách đường nhựa là 100m nha. Thì đường ô tô, đường bê tông mình là ô tô vào tới nơi nha quý anh chị. Đường 6m, hai ô tô né nhau nha. Đường thông thương hết nha quý anh chị. View núi nha. Cách biển 3 km. Đây lô đất từ mấy này. Qua cọc này là 11m nha quý anh chị. Ngang 11m. Sâu vô là 46m nha quý anh chị. Sâu vô 46m. Có 200m thổ cư nha. 200m thương mại dịch vụ nha quý anh chị. Đất mình là đất thương mại dịch vụ. Nói chung lô đất này rất thích hợp làm nhà vườn. Hoặc làm nhà nghỉ dưỡng quý anh chị. Khu dân cư đông đúc luôn nha. Thì vị trí của mình rất là gần các tiện ích, trong ví dụ như chợ này, chợ, trường học, biển, thì nó nằm trong phạm vi bán kính tầm 1 cây, 2 cây đến 3 cây. Biển là xa nhất, còn ví dụ chợ, trường học thì tầm bán kính 2 cây đổ về thôi nha quý anh chị. Ra biển thì biển Long Hải tầm 3 cây nha quý anh chị. Đây đây thì nhiều biệt thự nhà vườn rất nhiều nha quý anh chị. Còn biệt thự nhà vườn đồ tại vì khu này là view núi nha quý anh chị. Ra tới đây là đường nhựa rồi. Khu dân cư đông đúc nha quý anh chị. Quý anh chị mà thích lô đất làm nhà vườn đồ các thứ thì liên hệ cho em nha. Nhà vườn làm hoặc làm nhà nghỉ dưỡng rồi. Quý anh chị muốn về Long Hải làm nhà vườn nghỉ dưỡng thì liên hệ cho em. Căn nhà này ở quanh cái lô đất này thì giá nó mềm thôi nha quý anh chị, giá chỉ có 3.3 tỷ thôi. Quý anh chị mà quan tâm lô đất này liên hệ cho em. Ngang 11, sâu 46m, có 200m thương mại dịch vụ nha. Xây cất thoải mái luôn, dân cư đông đúc. Cách biển tầm 3 km rồi. Quý anh chị quan tâm liên hệ em nha.